Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, chúng ta học tiếp Vạn Pháp Quy Tâm Lục. Và thật ra thì cái phần này lược rất là nhiều. Khi mà chư huynh đệ mở cái quyển sách chính thức ra đó, cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục gốc ra thì thấy cái phần này chúng ta lược nhiều. Và lược rồi mà vẫn còn học rất là lược khi đi ngang những cái đoạn mà không có chính yếu. Thành thử cũng mong là chư huynh đệ nào mà có cái tâm nghiên cứu cái pháp tu căn bản bên Thiền Tông đó, thì chư huynh đệ phải đọc kỹ lại trong cái bản nguyên bản đầy đủ và cũng rõ đó. Vì khi mà tôi đọc lại cái tác phẩm này thì tôi thấy là trích dẫn những cái pháp ngữ lục của chư tổ rất là kỹ, và đồng thời cũng trích dẫn kinh của Phật dạy để thuyết minh cho cái thiền trực chỉ rất hay á, mà cũng có thể nói là rất là quan yếu, chứ không có phải là sách nghiên cứu bình thường, mà nó là cần thiết trong cái việc thực tập tu của chúng ta. Hỏi ba căn tánh thế nào? Đáp: người căn tánh bậc thượng thì đốn tu, bậc trung thì tiệm tu, bậc hạ thì gắng tu. Tên là chư tổ nói rất là rõ, và chúng ta đọc thử coi mình thuộc bậc nào trong ba bậc này. Hỏi: người căn tánh bậc thượng đốn tu như thế nào? Đáp: hàng căn tánh bậc thượng căn cơ bé nhạy, đã quân tập hạt giống đạo từ trước. Khi một lời buông ra thì tâm địa người ấy liền mở suốt, tùy trường hợp mà bảo nhiệm, hầu trừ sạch dòng lưu thức. Niệm động chẳng tiếp tục, niệm không chẳng giữ, một tâm bình thản lặng lẽ tự hết. Lúc bấy giờ chạm mắt gặp duyên đều là diệu dụng. Ngài Quy Sơn nói: ông chỉ tâm không gá vật, thì vật nào có thể ngại người? Lại nói: mỗi niệm phan duyên, nhưng tâm tâm hằng tịnh, viên dung khắp pháp giới, đốn chứng vô sanh. Nếu như căn cơ ngu độn, lại bài phương tiện để lần hồi trở về. Đọc như vậy thì huynh đệ thấy mình có được liệt vào hạng này không? Liệt vô nổi chưa? Chắc chưa nổi, phải không? Cho nên đọc qua rồi chúng ta chỉ có là để học thôi, chứ còn cái phần mà để chúng ta thực tập thì chắc chưa vô nổi căn cơ này. Nhưng mà cũng thưa với đại chúng nha nè, cái bậc thượng á không phải tự nhiên mà nó được thượng đâu. Thấy phải không? Tất cả căn cơ của chúng ta không thể nào nói là tự nhiên mà thượng, hay là tự nhiên mà trung, hay là tự nhiên mà hạ được. Đó. Mà do chúng ta tu nhiều đời. Có những bậc sinh trong thời hiện đại này nhưng mà căn tánh rất là nhậm lẹ, và nó nhậm lẹ từ lúc nhỏ xíu à. Nhỏ xíu thôi là đã thể hiện được cái túc duyên sâu dày. Thì những vị này mình không có thể nào bàn luận là lớn hay nhỏ, tuổi tác nhiều hay là ít. Bởi vì mấy cái căn cơ tu hành thì nó trải qua nhiều đời. Chúng ta thì do cái nghiệp tập nhiều, thành thử mình sanh ra một cái loài người nhưng mà không có phải là đầy đủ trí tuệ bát nhã rực sáng, cho nên mình không có nhớ được cái túc duyên của mình quên rồi. Thử ra mình cũng chẳng biết cái đời trước mình tu làm sao đó. Chứ còn nếu mà những bậc mà căn cơ người ta đã được quân tu sâu dày thì người ta nhớ được. Thành thử ra cái việc mà tu nó nhiều đời lắm thưa đại chúng. Mà nếu nói về thời gian không gian thì nó vô thủy vô chung. Nó từ hồi não hồi nào mình cũng không biết. Cho nên giờ không có nói trước nói sau gì được trong cái dòng luân hồi sinh tử. Nhưng khi mình đọc thì mình thấy rằng
mình không có được như vậy thì mình biết là mình tu chưa có nhiều đó. Chẳng hạn như bây giờ căn cơ bén nhạy, khi một lời buông ra, một lời đó là lời dạy. Thường thường thì ngày xưa đó, khi mà các nạp tử, các tăng nhân đi đến, các vị tổ sư, các cái hội thiền học lớn, thì chỉ cần Hòa Thượng Đường Đầu hay là vị thiền sư ở đó buông một cái lời gì ra là quý ngài ngộ, thì nó, lời đó là cái lời khai thị, hoặc là một cái pháp ngữ, chứ không phải là lời nói chuyện qua lại. Nhưng mà đối với những vật, những cái bậc á, mà cái túc duyên như vậy đó, thì đôi khi cái chuyện nó bình thường lắm mà các ngài ngộ được. Đó là nhân duyên hội đủ thì ngộ thôi. Hoặc là chuyện nghe người khác hỏi, mình không có hỏi, nghe người nào khác hỏi, rồi ông thầy đáp, cái rồi mình được ké, cái mình ngộ. Thì đó nó cũng có trong thiền sử. Cho nên nói một lời buông ra là vậy đó, là cái lời là giọt nước sau cùng để cho cái hồ tâm mình đó, nó bùng vỡ ra, nó sáng ra, thì tâm địa người ấy liền mở suốt. Tùy trường hợp mà bảo nhiệm, mở là một chuyện thưa đại chúng, mà bảo nhiệm mới là khó. Như bây giờ mình thấy thi thoảng đó, mình cũng có cảm nhận là mình có một cái gì đó, mình có một cái gì đó giao cảm được với lời Phật tổ dạy. Nhưng mà mình giao cảm vậy thôi, mình cảm vậy thôi, chứ mà mình sống được hoặc là mình an yên được theo như lời dạy đó thì chưa nổi. Quỳnh đệ để ý những cái phiền của mình, những cái nhú ra của tham sân si nó nhanh lắm. Nó nhanh lắm thì chứng tỏ là cái đó nó mạnh á. Nó ra mau tới mức mình không có kịp mà mình không có kịp để làm chủ nó. Thì như vậy đó, cái trí tuy cũng có hiểu biết, nhưng mà cái tập khí, cái lý thì hiện, mà cái sự thì còn rất là khó. Thế là, cho nên có cái câu gì chư ni có nhớ không? Đốn ngộ tuy đồng Phật mà đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng lý hiện mà niệm vẫn còn xâm lấn mình, cho tu khó lắm. Nên nhiều khi mình nhập thất đó, huynh đệ biết không, cái rồi không có tiếp duyên xúc cảnh, mình thấy yên vậy đó, mình thấy nó khỏe, mình trình với thầy, mình có cảm giác như là cái việc tu này nó ngời ngời vậy đó, nó sáng rỡ và nó bình yên đó. Nhưng mà thường ông thầy ông nghe cho ông cũng biết là cái giây phút mà mình được thăng hoa ở trong cái môi trường yên tĩnh vậy thôi, chứ không có dễ dàng gì đó. Cho nên là cái việc tu này chỉ có các bậc lão tham mà người ta mới có thể chín chắn để mà nghiệm người, nghiệm học nhân là gì, nó khó. Tùy trường hợp mà bảo nhiệm hầu trừ sạch dòng lưu thức. Cho nên cái bảo nhiệm là cái công phu để mà trừ cái dòng thức lưu trú. Cái dòng thức nó như là bọc lưu. Bọc lưu là gì? Là thác đổ rất là mạnh. Mà mình nói vậy nè, thật sự ra nếu mà chị em mình không có xuất gia tu á, thì cái dòng thác này nó sẽ tạo tác một cái nghiệp cực kỳ khủng khiếp. Đó, bây giờ mình chỉ dẫn một chút xíu về để cho huynh đệ chiêm nghiệm á. Chúng ta là người đã tu, đã được học Phật, mà mỗi một khi chúng ta vọng tưởng trong cái tâm tham hoặc sân hoặc si mà nó không dừng được, thì đại chúng thấy á, nó có dẫn mình đi liên tiếp không? Một khi mà vọng tưởng nó hiện lên theo sự chỉ đạo của tham hoặc là sân hoặc là si, thì nó dẫn mình đi một cách liên tục và mạnh mẽ không? Có không? Có, là thể hiện là mình buồn. Mình buồn cái gì đó mà sao mình cứ buồn hoài. Hoặc là mình thấy cái tinh thần tu học của mình nó trì trệ, nó không có phấn phát, là do cái dòng thức lưu trú đó đó. Nó chảy, có khi nó chảy thật là mạnh, rồi có khi nó chảy róc rách, rồi có khi nó chảy trầm trầm. Nhưng mà nó luôn luôn chảy, nó luôn luôn che mờ cái bản tâm của chúng ta. Và nếu mà mình không có được
cái nhân duyên tốt, không có được sự mà soi sáng đó, soi sáng của tự thân hoặc là soi sáng của đạo tràng, của thiện hữu tri thức, là mình chìm trong bóng tối từ cái dòng thức lưu trú. Cho nên bây giờ trong cái tuổi tu của mình á, cỡ của mình thì chỉ kêu con ráng buông vọng tưởng. Vì vậy mà cái năm 1900, tôi không nhớ rõ lắm, đó, sau khi mà Hòa Thượng đi Bắc về đó, Ngài chỉnh đốn được cái cuốn Thiền Sư Việt Nam rồi, xong Ngài ra luôn cái cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 đó, là công khai hóa cái đường lối tu của Chân Không và Thường Chiếu. Thì trong đó nó có bốn giai đoạn. Thứ nhất là biết vọng không theo, cái thứ nhất. Và thứ hai là đối cảnh không tâm. Đối cảnh không tâm là đi theo cái câu của Ngài Sư Tổ Trúc Lâm. Thứ ba là không kẹt hai bên. Và thứ tư là không theo cái giả để hiển lộ cái thật. Bốn cái phương tiện đó Hòa Thượng lập ra để công khai hóa đường lối chủ trương tu thời đó, tức là khoảng năm 1991 hay là nhiêu đó, khoảng đó đó, tôi nhớ mang máng như vậy. Đó là một cái hành trình mà Hòa Thượng từng bước Ngài đi. Mà Ngài đi tới đâu thì nắm tay mình đi tới đó. Rồi sau này về Trúc Lâm thì Ngài tu nó mới tới cái giai đoạn là biết có chân tâm. Sau này là mới đưa nêu ra là cái biết qua sáu căn. Còn cái khúc mà ở Chân Không Thường Chiếu, cái giai đoạn đó thì nêu ra bốn cái phương tiện mà tôi mới vừa trình qua với đại chúng. Để thấy rằng với một cái căn cơ như mình, cái bước đầu của mình á, chưa nhận được cái biết gì, thì chỉ bởi vì cái vọng tưởng nó hiển thị, nó có dáng dấp, nó có đầu, có đuôi, nó có hình ảnh. Thì mỗi khi mà mình vọng tưởng thì đại chúng nhớ nó sẽ về vấn đề gì, về con người, về cảnh vật, về sự việc, thưa đúng không? Thành thử ra nó có cái để mà mình bám, tức là nó có cái nó có cái sắc tướng, hoặc là nó có cái âm thanh, hoặc là nó có hình tượng, tức là nó có cái duyên để mà khởi phát vọng động. Mà nó có cái duyên rồi thì ta có thể làm việc trên cái duyên đó, tức là quán chiếu. Quán chiếu mà ở trong này thì cái đoạn sau đó, thì đoạn sau có nói là như quyển tam ma đề. Chứ tam ma đề nói cho đủ là tam ma bát đề. Nó là trong cái bộ đó là chỉ quán và thiền. Chỉ là samatha, quán là tam ma bát đề, và thiền là thiền na. Thì cái quán đó là dùng cái quán như quyển á, nên là quán tất cả các pháp như quyển. Thì cái sức của mình là tới đó, đó. Tại vì á, những cái mà nó có hình tướng thì mình mới bám vào đó mình phá được. Chứ bây giờ là cái biết là dùng thẳng rồi đó. Cho nên khi mà Hòa Thượng qua cái giai đoạn đó thì cao cấp hơn, trực chỉ, dùng thẳng cái biết. Còn bây giờ mình nói cái biết mà mình không nhận ra được cái biết, mình dùng không được, thì mình sẽ dựa vào trong những cái có hình tướng. Đó như là mình khởi vọng tưởng. Vì vậy khi mà huynh đệ khởi một cái vọng tưởng phiền não, thì quý huynh đệ biết rằng tâm ma nó đang hiện khởi, đang bị ma dẫn. Không có một cái vọng tưởng nào, kể cả vọng tưởng về điều thiện, cũng không phải là cái thật. Dù mình nghĩ về cái việc xấu không nên, nhưng mà mình nghĩ hoài về cái việc thiện, mình nghĩ nay mình đi làm cái việc gì ở đây, ngày mai mình làm việc gì ở kia, làm việc tốt, đi thuyết giảng chỗ này, đi công tác Phật sự chỗ kia, mình nghĩ hoài về những điều đó, vẫn là vọng tưởng. Cho nên ở đây mới nói gì, niệm không thì chẳng giữ. Ngay cả cái không mà mình, cái niệm không là gì? Ví dụ như là khi huynh đệ ngồi thiền, có vọng tưởng thì đây gọi là niệm vọng tưởng, phải không? Dễ biết rồi. Rồi khi lặng lẽ không có vọng tưởng thì đây gọi là ngay cái lúc này là không. Và mình chấp cái không này, mình khởi lên là đang không có vọng tưởng, thì đây gọi là cái niệm nghĩ về không. Cái này không giữ, tại cái này cũng không đúng. Thì những cái này chúng ta phải mày mò trong đó, chúng ta phải hít thở trong cái chỗ dụng công đó, thì nó mới có chút cái phần tương ưng. Khi mà mình nói vậy đó thì mình thấy rằng cái dụng công của mình nó chưa có được sâu sát, nó chưa có liền lạc, thành thử ra cái mức độ bất giác mình nó cao lắm. Tôi muốn nói cái điều gì? Tôi muốn nói một cái thực tế là chị em mình á, nó vẫn còn chìm nổi ở trong cái vọng động và bị vọng tưởng dẫn. Cho nên chị em nào mà
phiền não lâu dài là bị vọng tưởng lo kéo nhiều, buông không được. Hoặc là mình nói là mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lên lớp, mình học, nhưng mà thật sự ra mình không có để lòng vào trong cái, mình không có để lòng vào trong cái giáo lý thượng thừa, hoặc là không có để cái mục đích cao nhất là đạo, là hành đạo, là tu đạo, là sống đạo, là đặt đạo pháp lên trên tất cả trong cuộc đời của mình. Cho nên mình mới bị va vấp vào những cái không phải là đạo. Thưa phải không? Cái chuyện mà phiền não, cái chuyện vọng động thì ai không có, tại vì nó là chủng duyên mình quân tập nhiều rồi. Nhưng mà có rồi thì Hòa Thượng nói biết vọng không theo. Đó là cái phương tiện ban đầu trong cái đường lối chủ trương tu vào những năm 1991 trở về sau của Chân Không và Thượng Chiếu, là cái giai đoạn đầu cho các hành giả sơ cơ học thiền, chứ cũng chưa có phải là một cái, là một cái giai đoạn cao. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta có học đàng hoàng, chúng ta có cái thực tập đàng hoàng, chúng ta có cái ghi nhớ đàng hoàng, thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà mình tu như vậy thì mình được sự bảo vệ. Không ai bảo vệ mình mà chính công phu bảo vệ mình. Còn nếu không thì huynh đệ thấy cái thời điểm mà chúng ta thấy ương yếu, chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy chán chường, chúng ta thấy tẻ nhạt, vân vân, là hoàn toàn là bị thế lực của ngoại ma và nội ma xâm lấn. Hai cái nội ngoại nó hợp tác với nhau là huynh đệ nó giống như là rơi vô trong một cái dòng xoáy. Huynh đệ biết khi mà biển động đó, chúng ta tắm mà chúng ta không có để ý, nó có cái dòng xoáy đó, huynh đệ biết không, mà rớt vô chỗ đó rồi có gượng nổi không? Nó nhanh, nó mạnh, nó xoáy, rồi cái lúc đó là mình không có chèo chống gì nổi, vì nó mạnh quá, nó mạnh quá, nó hút mình đi, rồi nó đánh một cái là coi như là mình trôi luôn. Thì đó, cái dòng xoáy của vọng tưởng nó cũng như vậy. Khi mà chúng ta đã rơi vào trong đó rồi, đôi khi là rơi vào trong đó rồi bên ngoài kéo cũng không ra. Thí dụ như đã vô cái dòng xoáy rồi mà bạn kế bên đó mà cũng không dám chung vô đó để mà kéo nữa, nếu đó là mình không có muốn gì hết, nguy hiểm lắm. Thành thử ra cái việc tu á, không phải chờ có sự cố mới tu, mà giờ nào cũng vậy. Nội hàm công phu là nó phải được nuôi dưỡng như vậy. Và huynh đệ thấy cuộc sống mình là cũng giả, rồi thân mình cũng giả, mình nói cái miệng mình vênh vách vậy, nhưng mà đụng chuyện là mình buồn, buồn thiệt. Thân thì giả, sự việc thì giả, cảnh duyên thì giả, mà con buồn thiệt. Không, mình thấy nó có cái nghịch lý tồn động rõ ràng, phải giải quyết chứ. Cho nên rồi thì những cái chỗ này mình cũng đọc qua biết, để rồi một lát mình đi tới cái khúc nào mà nó vừa vặn với mình thì mình sẽ dừng lại đó lâu hơn. Nhưng mà ở đây tôi muốn chia sẻ với đại chúng cái sự lưu trú thức lưu nó kinh khủng lắm đó. Mà quý ngài nè, sở dĩ mà bảo nhậm công phu là để trừ sạch cái dòng thức lưu trú này. Niệm động thì chẳng tiếp tục, cho nên vừa buồn cái gì đó, vừa nghĩ giận ai đó thì liền nhớ mình không có được phiền não. Hoặc là mình là một người tu, mình không có nên ghét ai hết. Mình là một người tu, mình cũng đừng có hiểu lầm ai hết. Ví dụ mình khởi hiểu, ôi người đó thấy vậy ha mà không thiệt với mình, là buông liền. Mình quay lại mình đi, cho người đó làm sao là việc của họ. Phải nhanh như vậy. Thì được như vậy là coi như mình cắt hết nè. Mình vừa nghĩ về một người nào đó với một cái suy nghĩ tiêu cực không tốt, rồi mình xoay đầu chuyển não liền, mình cắt, mình nghĩ ủa tại sao mình lại lội ra cái cương vức của mình, mình lội ra khỏi cái nội giới của mình. Cái nội giới của mình là phản quan tự kỷ, chứ nội giới của mình không phải là dương cánh tay của mình ra thò ra để cho mà cái con bạch tuộc nó bấu hết cái chỗ này, nó bấu tới chỗ kia rồi nó lôi mình đi. Cho nên tôi thật sự ra tôi nói với đại chúng chứ là đó là tôi thực tập. Nhiều khi tôi làm việc tôi phải tiếp xúc với vị này vị kia mà tôi khởi niệm vô, tôi đánh giá hay cái gì là tôi biết mình sai rồi. Ủa tại sao vậy, mình không đúng rồi. Tất cả mọi người đều có Phật tánh, tất cả mọi người đều có chủng duyên. Thì cho dù huynh đệ mình nó còn vướng víu, còn lận đận trong cái nghiệp tập này, nghiệp tập kia, chuyện đó là của huynh đệ, không phải là chuyện của mình. Mình chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ. Mà mình không hỗ trợ được thì mình lo mình tu để mình đủ sức mình hỗ trợ. Chứ mình nghĩ về người đó với một cái tình cảm thương ghét, xa gần đúng sai thì mình sai hoàn toàn. Phải tập tu như vậy.
bắt buộc như vậy. Bắt buộc là tại vì mình là người tu. Bắt buộc vì đó là lợi ích của chúng ta. Bắt buộc là vì đó là con đường cắt đứt cái đoạn sinh tử mà chúng ta đã bị khổ nhiều đời rồi. Chứ không phải bắt buộc để làm khổ mình, không phải bắt buộc để cưỡng bức mình, mà bắt buộc để độ thoát chính mình. Một tâm bình thản lặng lẽ thì nó tự hết, tự hết mấy cái vọng động đó. Lúc bấy giờ chạm mắt gặp duyên đều là diệu dụng. Cho nên tôi mới hiểu tại sao đối với các bậc thầy lớn của mình, coi như thấy cái duyên nào, người nào cũng có thể giúp đỡ được. Hồi xưa đó, tôi nói huynh đệ nghe mà mình mà dàn đệ tử mà mình mắc cười lắm. Hồi đó Hòa Thượng ở trên núi, Hòa Thượng cũng không có tiền nhiều huynh đệ. Cái cuốn tôi nhớ là có mấy đồng tiền mà cái cách giữ tiền của sư ông đó, là mình nhìn vô nó là cái, nó là cuốn sách, nhưng mà thật sự nó không phải cuốn sách, nó là cái hộp. Rồi ai có cho tiền cúng dường thì sư ông để vô đó, nhìn vô thì không biết là tiền đó, mà sư ông chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có cái cuốn sách, cái gái nó cũng vừa vừa, nó huynh đệ nó cũng không có to đâu. Thành thử ra này, đệ tử lâu ngày lên xuống tới lui rồi biết cái đó là chỗ để tiền. Xong cho nên là nhiều khi có những người Phật tử mà họ đầu đâu ở dưới họ lên đó, rồi họ than thở với Hòa Thượng này kia nọ, cái Hòa Thượng rút ra, Hòa Thượng cho, có nhiều cái Hòa Thượng cho hết, thì đó cái dàn đệ tử dưới mới phàn nàn thầy mình thiệt, cái trên thầy mình bị gạt. Nói riết ra tới tai Hòa Thượng, Hòa Thượng nói đứa nào nói thầy bị gạt. Thầy không có bị gạt, tụi con mới bị gạt. Thầy không hề bị gạt. Tức là trước con mắt của thầy không có ai xấu mà để gạt thầy hết đó. Tức là luôn luôn thầy phát tâm thầy cho họ, cho nên dù họ đúng hay họ sai gì, họ cũng được nhận cái phần mà thầy biếu cho họ, cho nên họ không có gạt thầy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm bình thản lặng lẽ, cho nên chạm mắt là bồ đề, chạm mắt là diệu dụng. Còn mình cái tâm mình gặp ai cũng thấy kẻ gian. Thật là như vậy, mình thấy cái tâm mình nó xấu, tôi cũng phải thừa nhận. Mình thấy ai mình cũng hồ nghi, mình thấy ai mình cũng thủ, mình cũng sợ. Còn tại vì đối với Hòa Thượng có 5-3 đồng gì đó thì cho rồi thôi, thì hết cái này có người khác ta cúng. Ngài không có đặt nặng vấn đề đó. Và Ngài nghĩ á, khi mà người ta đến người ta xin là người ta khổ, người ta cần người ta mới xin. Chứ người ta mà dư tiền không ai đi lợi mà đi xin vậy cho nó mệt đó. Cho nên là cái tình thương của Hòa Thượng nó cũng vô phân biệt lắm. Ngày đó là từ cái tâm, cho nên lúc nào cũng thành cái dụng đó. Rồi tôi nhớ có những cái hình ảnh, tôi nói các công đức của thầy á, mình nói theo cái kiểu mà bài bản á, là Phục Hưng Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam, rồi thầy mở thiền viện, thầy xuất gia độ tăng ni tứ chúng, cái đó đó dễ nói, ai cũng có thể nói được. Nhưng mà những hình ảnh này chỉ có khi nào mình ở trong nhà mình mới thấy. Thời mà chúng ta ở Linh Chiếu thì đại chúng biết kinh tế đó, lúc đó là nó khó khăn á huynh đệ, cho nên rồi làm ruộng với lại cái mùa đào nè, thì là cái hộp đào á, cái hộp đào là kinh tế của chùa. Mà đào mà nó có hộp quá thì huynh đệ biết con nít nó vô nó rình, nó giỏi hơn mình, tại vì nó không có ngủ trưa. Còn mình thức khuya dậy sớm, giờ tới giờ trưa mình buồn ngủ lắm, mình đi ngủ. Thành thử ra là trưa nó vô là nó lượm, mà nó lượm nhanh lắm, nó con nít mà nó phốc phốc phốc, nó như con khỉ vậy, nó nhảy nhanh lắm, nó lượm nhoáng là hết hộp đào, mà không có hộp đào. Hộp đào là kinh tế của chùa. Cho nên là nó lượm, thành thử ra nó mới có cái chuyện là trực. Trực rồi đi hai bên đi là dành nhau mà lượm hộp đào. Bên đây là mấy cô, bên kia là mấy đứa con nít. Súm nhau lượm hộp đào. Rồi khi dành nhau vậy mới kể cho Hòa Thượng nghe. Thì cũng giống như thầy trò vậy đó. Trưa này tụi con đi rượt tụi nó, tụi con lượm hộp đào. Tụi nó lượm lẹ hơn tụi con. Xong cái kể hết rồi Hòa Thượng cũng cười, nhưng mà Hòa Thượng nói mai mốt tụi con thấy nó lượm, tụi con giả bộ không thấy, lẩn lẩn đi chỗ khác đi.
Ủa sao mới đang cái chủ đề nó đang đi theo cái hướng bên tay trái, bây giờ tự nhiên hòa thượng đưa nó qua tay phải. Mình đang kể cái chuyện là mình dành hột đào với nó, tại vì mình cũng cần hột đào. Cái hòa thượng nói tại vì á, tội nghiệp lắm, nó không có tiền thì nó canh giờ tụi con ngủ đó, thì nó vô một ngày tụi con có 8 tiếng để nó lượm, nó có 1 tiếng hồ thôi kệ, mình giả bộ không thấy cho nó lượm chứ nó cũng nghèo khổ. Đó, một chuyện. Chuyện nữa đó là hồi xưa cũng kêu người phụ việc chùa đó, mấy chú. Cái thì hòa thượng từ ở trên này, ở trên chùa đi về bên Thường Chiếu. Ê, lúc đó là còn cái giờ lao động, chưa có phải là 5 giờ. Đó, mình đi ở trên xa thì thấy là mấy chú ơi, với họ đứng họ chống cuốc còn nói chuyện. Thường thường làm là có hai chú để chống cuốc nói chuyện. Cái xong cái mấy đứa này nhìn thấy cái mới nói với trị sự, kìa kìa mấy chú họ đứng họ chống cuốc họ nói chuyện kìa. Cái hòa thượng quay qua hòa thượng nói đừng có nói to. Cái hỏi thưa thầy là sao thầy? Giả lơ cho họ nghỉ chút đi, họ làm mệt lắm, kệ nó, để cho đứng chơi chút xíu. Có những cái là hòa thượng làm nó ngược lại cái điều mà mình từng làm, tại mình tính theo thế gian mà mình tính theo mà ăn công mà trả lương mà thử ra mà nó đứng như vậy thì mất tiền. Lúc nào cũng vậy, mà thấy là nó có những cái suy nghĩ nó khác. Cho nên rồi mình nghĩ đó, bao giờ mà mình được cái tâm từ vậy đó thì là mình mới có được niềm an vui. Còn nếu không thì cho dù bây giờ mình ở vị trí nào, mình có nhiều tiền, mình ở vị trí nào mà cái tâm mình nó bỏng sẻn như vậy thì thật sự đạo còn xa. Đôi khi tôi nghĩ mình cũng trần tục, mình cũng tính toán vậy, cái mình nhớ là vậy thôi thì mình học lại cái gương. Và những cái gương đó chỉ có trong cái cuộc sống đời thường gần gũi để thấy mà thôi. Chứ mình lên cái mà tiểu sử của thầy thì không bao giờ mà có những cái dòng chữ đó. Chị này là chị kể em nghe thì có. Chứ còn mà lên một cái tiểu sử thì nói những cái dòng đời vĩ đại. Nhưng mà có thể nói những cái vĩ đại nó nằm ở những cái rất là đời thường. Nó thể hiện rất là đời thường. Cho nên hòa thượng nói họ làm mệt lắm mấy đứa ơi. Nhiều khi nắng nôi cực khổ. Người ta nghĩ được phút nào thì mình cứ cho họ nghĩ được phút đó. Thì mình mới thấy được cái tầm nhìn của mình nó quá kém, cái tâm lượng của mình nó quá thấp. Rồi huynh đệ thấy cái gì giữa cuộc sống, tôi dẫn đại chúng thấy huynh đệ tuy là xã phú cầu bần, không biết có bần không thì tôi không biết. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta về so với những người mà người ta tìm việc làm á, chẳng hạn bây giờ là mình nói đó, huynh đệ lao động một ngày mấy tiếng, đừng tính trì nhật đồ đi, mình tính cái ngày bình thường thôi. Huynh đệ lao động ngày mấy tiếng? Mấy? 2 tiếng. Tôi tính luôn giờ ngồi thiền là giờ lao động đi, tại vì người ngồi thiền nó mệt lắm, nó không khỏe. Không phải là thiền sư cho nên giờ ngồi thiền thấy cũng giống như giờ lao động đi, để mà mình tính rằng mình bị mệt đó. 2 tiếng lao động, ngồi thiền tối 1 tiếng rưỡi, phải không? Khuya nói 1 tiếng, 2 tiếng giờ đó tới 2 tiếng, cho nên coi như 2 giờ đó cộng lại là 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi với 2 tiếng lao động là mấy tiếng? Mấy tiếng? 5 tiếng rưỡi. Đó. Nhưng mà có ngủ trưa đồ đàng hoàng. Thì bây giờ cái giờ làm hành chánh của những người làm vườn mấy tiếng? Để tính mấy tiếng? Từ 7 giờ làm tới mấy giờ? 8, 9, 10, 11, mấy tiếng? 4 tiếng, buổi sáng, buổi chiều mấy tiếng? 4 tiếng, 1 giờ tới 5 giờ. Như vậy thì ai cực hơn ai? Ai cực hơn? Đó, người ta cực hơn mình. Trong một cái cuộc sống cũng là nhân sinh với nhau, cũng là người với nhau, mình thấy có những người cực hơn mình. Hoàng thử nhìn tới nhìn lui thì chúng ta vẫn chưa phải là cái người cùng khổ trong cuộc đời. Là vì sao? Là vì đại chúng đã có tích phước từ đời trước, chứ không phải tự nhiên mà được. Không phải tự nhiên rồi mình được một cái người sống ở trong cái điều kiện tu tập mà mình không có tỉnh giác, là mình không nghĩ ra điều đó nha. Mình sẽ quên đó, mình sẽ không thấy điều đó.
Rồi huynh đệ nghĩ người mà làm vườn á, họ có bị bệnh không hay là họ khỏe suốt ngày, suốt tháng, suốt năm? Họ cũng có bệnh đó chứ. Mà cái bệnh của họ thì họ cũng phải ráng làm. Rồi nhiều khi mình cũng có bệnh, nhưng mà mình bệnh cái mình thấy mình buồn. Chứ người ta đối diện những cái khó khổ. Ở đây có một chú mà tôi nói với lại tri sự á, một tuần mình làm á, thì cho mấy chú nghỉ ngày Chủ nhật để mấy chú được thư thả. Thì có một chú xin cho con làm ngày Chủ nhật, tức là không nghỉ ngày nào hết. Tại vì chú cần, cuộc sống nó cần, nó không đủ, cho nên xin ngày nào cũng được làm việc. Ngày lễ, ngày gì á, ai nghỉ thì nghỉ, chú cũng xin được làm việc. Mà làm rất là đàng hoàng. Hiện tại thì mình thấy như vậy. Thì mình thấy là ngoài đời người ta thiếu thốn, người ta đối khổ như vậy. Tôi muốn nói điều gì? Tôi muốn nói đã được như mình thì nên ít có phiền não để nuôi dưỡng cái phước của mình cho nó tròn đầy, cho nước bền lâu, từ đời này qua đời khác, để chi? Để cái chủng duyên của chúng ta từ từ nó tiến lên, từ bậc hạ lên bậc trung, từ bậc trung lên bậc thượng, thì mới có thể ra khỏi cái vòng sinh tử được. Lúc bấy giờ chạm mặt, chạm mắt gặp duyên đều là diệu dụng. Ngài Quy Sơn nói, ông chỉ tâm không gá vật, thì vật nào có thể ngại người? Thường thường mình thấy là huynh đệ thấy một cái người đẹp đi ngang á, là mình chạy theo họ, họ chạy theo mình. Mình thấy một người đẹp, mình khen, trời ơi đẹp quá. Cái hồi xưa tôi nhớ lúc tụi tôi còn nhỏ đó huynh đệ, nó cũng giống như con nít, mà nó cũng chưa có một miếng đạo lực nào. Lần đó mà cô Bạch Tuyết cô ra là coi như là cơm nước tụi tôi bỏ, công tác cũng bỏ, súng nhau chạy ra, mà đâu có dám đứng trước mặt người ta, nó kỳ, cứ đứng ở sau lưng dòm dòm được có cái lưng của cổ à, mà dòm hoài. Cổ đâu có kêu mình đâu, mình tự mình chạy theo mình dòm ta. Mà cổ nói chuyện với quý ni sư, ni trưởng, còn cổ đâu có biết mình đâu mà nói. Cổ nói chuyện với quý ni trưởng vậy mà đứng dòm, không biết dòm cái gì. Mà đứa này kêu đứa kìa, hey, Bạch Tuyết tới, rồi súng nhau ra dòm cái lưng cổ, dòm cho tới cổ đứng dậy xá ni trưởng rồi cổ đi về. Mà vui ơi là vui, ngộ thiệt á chứ. Cho nên mình nghĩ lại mình tội nghiệp mình ghê á. Thì thấy sắc là mình là gá sắc, gá vật, cho nên chứ vật nào mà chạy theo mình rồi rồi sao mà khổ đổ thừa á. Như mình tu nha, rồi cũng có cái duyên như giờ huynh đệ vậy chắc có duyên lắm chứ. Tôi nghe nói là Phật tử tới cũng mến mộ vô cùng á chứ, cũng thăm viếng rồi cũng chiêm ngưỡng rồi cũng cúng dường thôi phải không á. Rồi lâu ngày chạy tháng rồi mình cũng độ họ. Rồi họ cũng độ lại, độ qua độ lại. Rồi có cái gì, sự cố gì, cái không có tu được nữa, cái đổ thừa làm sao? Tại cái duyên nó làm sao? Cái duyên nó kéo con. Bây giờ phải nói lại cho nó đàng hoàng là ai kéo ai. Không có cái duyên nào kéo mình, mà mình mới là bám theo. Chứ nếu mà lúc đó cái tâm mình không gá vật, thì vật nào có thể ngại người. Thật sự ra cái đời tu của chúng ta đó, nó phải được nuôi dưỡng nhiều lắm nha huynh đệ, chứ không dễ rớt lắm à. Nhất là các bạn trẻ mà chỉ được là Phật tử khen, trời cô trẻ mà cô đi tu thấy tiếc quá. Trời ông thấy cô xong thích quá à. Rồi là trong bụng nó vui lạ lùng lắm vậy đó, không? Năm nay cô nhiêu tuổi rồi, trời cô có duyên ghê, rồi cũng chết à. 1, 2, 3 cái răng khển nè, đó. Rồi đếm rồi xong rồi nhìn rồi cảm thấy rằng mình có một cái gì đó vui. Thành thử ra chúng ta thấy quý thầy cô mình dễ trôi. Vì gì bình thường không có nghe khen, từ ông thầy trụ trì từ lúc sáng sớm mở mắt tới tối thấy ổng là mình thấy mặt trời sụp đổ rồi. Mà lâu lâu có người mà khen cái cho mình thấy sao hả dạ, thấy không? Còn mình gặp toàn là mặt trời mà nó mọc giữa trưa không vậy mà chịu gì nói. Cho nên có một người nào đó mà hiểu được mình, thương mình, chia sẻ với mình, giúp đỡ mình, tự nhiên mình xuôi lòng liền. Đó là do thì mình gá vào vật. Lại nói mỗi niệm phan duyên nhưng tâm tâm hằng tịnh, đây là chỉ có tổ thôi, chúng con chưa làm được. Viên dung khắp pháp giới đốn chứng vô sanh,
Nếu như căn cơ ngu độn thì lại bài phương tiện để lần hồi trở về. Nói ra trong trường hợp ở trên là căn cơ thượng thừa, là căn cơ bậc thượng mới là đốn tu, đốn ngộ. Còn bây giờ trong trường hợp căn cơ mà nó kém, nó chậm thì phải có lập phương tiện. Hỏi người đốn ngộ tiệm tu nhân đâu chứng đạo quá mau. Đáp: thật có lý này, chẳng phải dối truyền. Thật vậy, nếu trực hạ minh tâm, tức là ngay đó là nhận ra tâm. Ngay đó là gì? Là ngay cái chỗ đó, là chỗ nào cũng là đó đó, nó là thực tại hiện tiền. Ví dụ bây giờ ngay lớp thì cũng gọi là trực hạ. Rồi huynh đệ xỏ cái dép, huynh đệ đi ra vườn cũng là trực hạ, tức là ngay giây phút hiện tiền. Mà sáng được tâm thì một niệm viên tu đốn chứng, thì chẳng trải qua A Tăng kỳ, đâu cần kiếp số. Kinh Đại Niết Bàn nói: ví như có người cởi thuyền muốn vượt biển cả, nếu thuận buồm xuôi gió thì chỉ trong chốc lát có thể vượt được vô lượng dặm. Cái thuận buồm xuôi gió này là gì? Là một cái sự thăng tiến rất là nhanh, là muốn nói là cái căn cơ bậc thượng á, chứ không phải là nhân duyên bên ngoài đâu, mà là cái nhân duyên do mình gieo trồng từ nhiều đời, cho nên nó biến thành ra một cái phước báo vô lượng của mình. Là gặp thuận buồm xuôi gió là như vậy đó. Nên là mình tu rất là nhanh, không có đi qua A Tăng kỳ kiếp. Còn trái lại, tuy ở lâu vô lượng năm cũng không rời chỗ cũ. Là sao? Là tuy mình xuất gia nhưng mà cái vấn đề tu tập của mình nó yếu, mình không có ứng dụng. Và không chỉ đời này mà nhiều đời mình cứ vậy, mình cứ trì trầm như vậy đó. Thì cho dù mình hình thức nào, là người xuất gia hay người cư sĩ gì, thì mình cũng đứng yên tại chỗ thôi. Còn trái lại, tuy ở lâu vô lượng năm cũng không rời chỗ cũ, lúc nào đó thuyền hư rã chìm xuống nước mà chết. Đấy. Chúng sanh cũng như vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói: như huyễn tam ma đề, chỉ một khải móng tay có thể vượt qua hàng vô học. Vô học là hàng thanh văn ha. Cho nên hàng tam thừa không biết, hàng thập địa thì sợ hãi, một niệm thành Phật thoát vượt A Tăng kỳ kiếp. Cái này mình cũng không biết. Mình thanh văn còn chưa có đâu mà mình biết. Là muốn nói cái gì? Muốn nói là cái việc mà dùng cái trí tuệ mà quán chiếu, mà nhập được như quyển tâm ma đề á, thì trong một khải móng tay, rồi xong đó, đây ha, thì có thể vượt qua được các cái thứ bậc tu chứng. Bởi vì sao? Bởi vì á, một niệm thành Phật. Mà ngay cả thập địa Bồ Tát cũng sợ hãi, tức là sợ cái điều này, chưa dám nhận được cái điều này, là bởi vì trên cái công phu chưa chứng ngộ được, cho nên nghe nói sợ lắm. Nghe nói trong một niệm mà vượt A Tăng kỳ kiếp, thì nói chung là cái niềm tin của mình ở cái chỗ mình sống nó chưa có, là bởi vì mình chưa sống được chỗ đó. Chỗ này thì vậy, có là những bậc thượng thừa, thì tôi nghĩ là cũng là Bồ Tát tu nhiều đời, đại Bồ Tát lớn. Cho nên cái chuyện này mình chưa có được, không có nghĩa là không có. Cho nên mình không nên đối với những giáo lý này mà mình không tin, chỉ vì mình chưa được. Tuy khó tin nhưng mà nó có. Vì vậy mà nói cái diệu dụng như hằng sa hoặc là Phật pháp nhiệm màu, thì cái điều này mình chưa có với tới được, bởi vì mình còn kém cỏi quá, chứ không phải là không có. Cái sức chịu đựng á, của một bậc thánh nhân á, nó khác với lại cái sức chịu đựng của chúng ta. Ví dụ như mình nghe cái chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên, trước khi mà Ngài xả thân để mà Ngài vào trong vô dư Niết Bàn á, thì đại chúng nhớ Ngài bị gì? Ngài bị cướp, nó chặn đường, nó đánh, đúng không? Đánh tới chết. Mà không phải một mình Ngài Mục Kiền Liên nữa. Trong thánh sử là có nhiều vị như vậy, đánh tới chết. Thì mình có cái cảm giác là trời ơi, mình chịu không nổi. Nhưng mà đối với Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài chịu nổi và Ngài chịu như thế nào chỉ có Ngài biết thôi. Mình không biết được, mình không thể nào biết được. Và cái đau đớn á, ví dụ tôi nói đại chúng nghe, mình là một cái người yếu xìu, cho nên khi mình vấp té, mình bị thương á, nó đau dữ lắm. Mà trong khi một người họ luyện võ, họ cũng bị thương, thì cái sức đau của mỗi người nó khác nhau, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Tại vì sao? Tại vì họ quen, họ quen với cái đó. Chẳng hạn như mấy người lao động nhiều, họ cuốc đất nhiều, thì cái tay họ sao? Cái tay họ chai. Do họ chai cho nên họ làm mấy cái đó không đau.
Còn cái tay mình mà cầm cái cuốc quơ quơ chút xíu làm phồng liền. Thử làm ít mà đau nhiều. Còn với những người đó thì sao? Làm nhiều mà không đau. Thì các cái bậc thánh nhân khi mà người ta á, người ta đã có được một cái thân chứng, người ta có được một cái thể nhập rồi, thì cái cảm thụ của người ta đối trước các cái pháp sanh diệt nó khác với mình. Cho nên không thể nào lấy mình ra mà luận cái chỗ của thánh nhân được. Cho nên là mình nghe cái chuyện mà tôn giả Mục Kiền Liên mình nói trời chắc chết, còn mà vậy cũng chịu không nổi. Mà nhiều khi các ngài cái cảm thọ các ngài khác. Vì đại chúng nhớ ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông, phải không? Mà trả nghiệp cho nên là chịu đòn, tại vì mẹ nợ mấy vị kia à, cho nên là phải trả nghiệp chịu đòn. Nhưng mà biết đâu trong cái đòn đó là đối với ngài là bình thường. Tôi cũng suy diễn thôi, tôi không biết. Tại nhiều huynh đệ biết không, như con nít mà nó chích vô cái tai á là nó sợ rồi. Mà huynh đệ biết ngày nào tôi cũng phải thấy miếng máu rồi tôi mới ăn cơm. Nói nghe thấy ghê vậy đó. Nhưng mà thật sự là cái chuyện mà tôi chích máu vô trong cái ngón tay để mà tôi thử tiểu đường á, một ngày tôi thử mấy lần luôn mà chuyện đó nó nhẹ nhàng lắm. Mà có người nhát thì chỉ cần thấy cái kim mà bấm vô xong quay mặt chỗ khác. Tôi thấy có nhiều vị lấy máu thấy tội nghiệp ghê á. À, bác sĩ tới để mà xét nghiệm đó, chỗ mấy huynh đệ nhắm mắt nhăn cái mặt mà kim nó còn ở ngoài nó chưa vô. Đó là do cái tưởng tượng của chúng ta. Còn bây giờ nếu mà mình quen thì tôi mà không phải giỏi gì mà tại tôi bị lụi riết tôi quen. Cái ven tôi nó chìm, cho nên nó mỗi lần mà người ta tìm ven người ta tìm không được, tôi phải chỉ, tôi nói lụi đây nè. Rồi mấy cô nói không thấy, tôi nói lụi đại dính à. Thành thử khi mà lụi là tôi dòm, tôi lụi phụ họ. Tôi lụi bằng miệng, lụi ở đây nè. Và tôi thấy nó không có sợ lắm, là tại vì quen nhìn cái cây kim lụi vô da thịt của mình, quen nhìn chứ không phải hay đó. Thì đại chúng thấy khi mà mình luyện tập được, mình có được cái sức như huyễn tâm ma đề, có nghĩa là quán chiếu như huyễn, thấy rõ cuộc đời không thật, thì không chỉ nói trên lý mà trên sự vậy đó, không có thấy gì là đau đớn lắm khi mà bị mất mát, khi mà bị thương tổn, ngã và ngã sở. Đó là một cái chuyện đương nhiên. Khoa học nó diễn biến theo cái pháp như vậy đó, chứ không có cái gì mà nó quá sức để mình phải tưởng tượng sao hay vậy. Tại vì lâu ngày đã thuần thục trong cái việc quán chiếu đó. Ở đây nói kinh Lăng Nghiêm nói như quyển tâm ma đề, chỉ khải móng tay là vượt qua hàng vô học. Có thể quán chiếu tới thuần thục thì thánh thấy các pháp nó hiện ra trước mắt là sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đây chính là một niệm thành Phật, thì nó vượt qua được. Trên cái lý thuyết là vậy, mà trên cái thực tập cũng vậy, chứ không phải nói trên lý thuyết. Chỉ có điều vấn đề thực tập, chúng ta có thực tập hay không là chuyện của mỗi huynh đệ chúng ta, là cái khôn ngoan của mỗi chúng ta, là cái trí tuệ của mỗi chúng ta, và là cái dũng lực của mỗi chúng ta. Cái điều đó không ai làm thế ai được. Thì là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà người đốn ngộ tiệm tu đó nó nhanh như vậy có không? Ngài nói có, nhưng mà phải là nhiều đời tu hành có được cái căn tánh bậc thượng thì mới có thể thâm chứng được cái chỗ này. Còn nếu mà thường thường thì có thể là không có nhận được chỗ này. Người trung căn tiệm tu như thế nào? Bậc thượng căn đốn tu như gió thổi mây bay, hiện vần trăng sáng rỡ trên nền trời. Hàng trung cơ tiệm tu giống như lao chiếc gương nhơ, khi bụi hết thì ánh sáng hiện. Như có người hậu học liễu ngộ được bổn tâm, nhưng tập khí từ trước còn nồng hậu, trí thì kém, tâm lại phù động không an, nên suốt 12 giờ động tịnh bên trong. Tức là chúng ta tuy là chúng ta có cái nhận được cái bổn tâm thích tu hành, nhưng mà tập khí nó nhiều quá, cho nên cái sự phù động nó vẫn còn lẫy lừng. Do đó suốt 12 giờ mình không có yên. Tất cả đều phải buông xuống, thiện ác chớ nghĩ, niệm khởi liền giác, giác rồi liền thông. Đây là mình học hoài, nhưng mà chúng ta phải thực tập thì mới thấy được cái hay, cái giá trị. Người xưa nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Dụng tâm như vậy lâu ngày không vọng khởi,
phải tự đợi đến lúc người pháp đều mất thì căng trần đốn thoát, chân tâm riêng chiếu trải ra hay cuốn lại đều vô ngại. À, đây là trung á, căn cơ bậc trung, thấy vô nổi chưa? Vô không nổi thì tuột xuống đâu? Tuột xuống bậc hạ. Hỏi sự công phu của pháp tiệm tu nên nghiêng về tịnh tọa hay thông cả động tịnh cũng có thể tu chứng. Đáp: đốn ngộ tiệm tu, tịnh nhiều dễ thành công. Đó, cho nên mình phải xuất gia vô chùa, ở trong cái khuôn viên của mình, tối phải ngồi thiền tụng kinh, là như vậy đó. Còn bậc thượng sĩ động tịnh đều thiền cả. Hàng căn cơ bậc trung bỏ sự nghiêng về lý, đúng như thế ngồi tập cho thuần thục thì tự nhiên động tịnh đều vô ngại. Bậc trung đó mà còn phải đừng có sự, tức là đừng có theo cái hình thức lăng xăng bên ngoài, mà phải nghiêng về cái nội tâm, nghiêng về giáo lý Phật dạy, lặng lẽ ở trong một cái phương tiện yên tĩnh nhất, thì từ từ chúng ta mới gạn lọc được tất cả những cái cấu bẩn ở trong tâm, và mới tự nhiên ở trong cái động tịnh. Hỏi: hạng căn cơ bậc hạ phải gắn tu như thế nào? Bây giờ là dùng chữ gắn tu nha. Đáp: kẻ hạ căn ngu độn, tâm tư chậm chạp, hôn trầm dày nặng, trạo cử lẫy lừng, khó làm cho sách phát. Giống ai rồi? Đó, trong ba bậc thì mình vô cái bậc vô bậc cuối à. Nhưng mà vẫn còn hơn là không vô bậc nào. Đó. Người ngoài đời á, họ không có tu, họ cũng không vô được bậc hạ này đâu nha. Tại vì bậc hạ nó có ngồi thiền mới biết là hôn trầm, chứ không ngồi thiền là sao biết mình bị hôn trầm, phải không? Nên là mình cũng còn có bậc ở trong ba bậc. Còn ngoài đời mà tạo tội rồi là không còn bậc nào nữa, là hạ hạ luôn à. Đối với hạng này phải y vào sự khai thị và dẫn dắt, nhỏ nhiệm chỉ bài, giúp cho căn cơ họ phát khởi. Hạng này phải có tính tâm, chớ lìa tòng lâm. Đó, đây mấy cái điểm này đại chúng ráng nhớ nha. Thường theo bậc thiện trí thức, chí thành nghe dạy dỗ. Nếu không á, là chúng ta sẽ bị chìm ở trong đâu. Chớ nhận cảnh ma, ngày ngày nhận sự rèn luyện, giờ giờ tự mài dũa, đối trước Phật sám hối tội nghiệp của mình. Cho nên tôi thấy bây giờ đó có nhiều bậc hòa thượng á, thưa đại chúng, khi mà già rồi quý ngài không có làm công tác Phật sự trực tiếp á, không còn điều hành tăng chúng, không phải đi dạy học rồi. Có nhiều vị á, đại chúng biết không, là quý ngài lại Phật xuống mà không có đứng được, cũng không quỳ được, ngồi cái theo cái kiểu mà quỳ ở trên cái gối á. Rồi cứ vậy đó, niệm một câu Phật lại một lại suốt vậy đó. Tại vì cái nghiệp chướng mình sâu dày, cần phải sám hối, cần phải tụng niệm. Tôi cũng cảm nhận cái điều đó nơi bản thân mình đó. Thật ra bây giờ mà mình được tu tập nó cũng kém hơn hồi mình trẻ nữa. Mình như đại chúng thấy tôi quỳ đó, bây giờ rung chân. Tôi quỳ mà tôi không có dịnh cái ghế ở trước đó, thì đại chúng sẽ thấy người tôi nó cứ nhúng tới nhúng lui, nó cứ la đà. Hai cái chân của mình nó không có vững đó. Chứ mình tu nó cũng không có bằng hồi trẻ. Vậy đó mà quý hòa thượng, tôi thấy quý hòa thượng, quý ni trưởng, quý ngài coi như miệt mài với tu tụng, trong đầu không có gì khác ngoài cái công phu. Hay thiệt là hay. Tại vì sao? Biết rõ cái nhân cái quả. Tôi không có nói cái chuyện mà thành Phật thành tổ, tôi chỉ nói là nhân quả thôi. Giờ mình mất với phương tiện này rồi làm sao tu nữa. Thôi cho dù mình già mình lại không nói, nhưng mà mình còn lại được, mình lại để rồi mình có được cái đời sau, ít nhất mình cũng làm người, tối thiểu là như vậy đi. Rồi làm người mà gặp Phật Pháp nữa đó, thì nó đỡ cho mình. Chứ bây giờ không chịu tu mà giờ cứ sống theo tập khí đó. Mà tập khí thì nó có ba cái tập khí hung dữ, mà nó cũng lấy lần, nó cũng dày cộm, nó là tham sân si. Mà ba cái tập khí đó mà nó cứ kéo mình đi thôi thì chết chắc thôi, xuống ba đường ác, làm sao mà tu đấy. Cho nên á, quý ngài là đối trước Phật sám hối tội nghiệp của mình, ở trong chúng phải hạ tâm, sau khi được ngộ không thể lìa thầy. Đó, được ngộ rồi mà vẫn không thể lìa thầy. Đại khái phải quên trần thế, nhớ bồi dưỡng sâu dày, lâu ngày tu tập như vậy mới được tương ưng. Tôi nói có nhiều khi huynh đệ lại có một cái ưu tư, đó là quên trần thế. Chẳng hạn như bây giờ ai là không có cha có mẹ, ai không có gia đình, mà nói biểu quên rồi, gia đình mình đôi khi
nó có cái gì cần mình, hoặc là nó có cái chuyện gì nó khó khăn mà mình bỏ, cái mình thấy rằng làm như mình nhẫn tâm, mình đau lòng. Nhưng mà xin thưa, cái cách mà mình cứu giúp gia đình của một người xuất gia không có nghĩa là mình quay lại trần thế, mình làm được cái việc trần thế, mình làm không được. Mà mình chỉ gia công tu tập, tu cho nó làm sao mà tất cả những cái giấy động của mình nó đừng có giấy khởi, để cho cái phước báo mình nó dày dặn lên. Cái công đức đó mới chuyển về. Đây là cái cách mà tôi góp ý chia sẻ để đại chúng không bị bối rối trong trường hợp. Tôi thấy gần đây chư huynh đệ rất là bối rối, ba bệnh, má bệnh, anh chị em, rồi chú bác liên miên, tên là huynh đệ xin về nhà liên miên, hết vị này tới vị kia, và đi càng nhiều thì đạo càng xa. Và cuối cùng huynh đệ thấy trôi luôn cũng chẳng có giúp được gì, mà đôi khi mình còn làm nhọc lòng gia đình hơn nữa. Nên ở đây là tổ dạy phải quên trần thế để bồi dưỡng công đức cho sâu dài, lâu ngày tu tập mới được tương ưng. Có cái công đức rồi mới chuyển hóa được nghiệp tập. Nhớ mọi cái nhân duyên khó khổ trên cuộc đời này đều từ thiếu phước mà ra. Bệnh tật hay là nghèo khổ đều từ thiếu phước mà ra. Mình học Phật rồi mình biết. Tại vì có nhiều vị mà thiếu phước thì họ làm cách gì họ cũng nghèo khổ. Cho nên sư ông nói đó, tôi không có chủ trương mà chuyên về từ thiện. Đồng ý là có giúp đỡ. Đó, sư ông mở tể tình đường đó là từ thiện. Nhưng mà cái căn bản, cái mấu chốt là phải dạy cho người ta tu, để người ta tự, người ta chuyển hóa cái nghiệp tập của người ta. Chứ bây giờ người ta nghèo khổ, rồi mình đem đồ đạc tiền bạc mình cho, đồng ý tốt, nhưng mà họ không trừ được cái tâm tham của họ, họ không trừ được cái sân si của họ, thì họ không bao giờ hết khổ. Hoặc là có nhiều vị họ ở cái vùng khổ, được nhiều cái đoàn từ thiện tới cho, rồi họ quen rồi, họ chỉ chờ sao? Họ chỉ chờ đoàn từ thiện tới cho, họ không làm gì hết. Rồi mặc tình mà dành nhau đồ đạc, rồi sân si, rồi gây gỗ, thì không bao giờ họ thoát khỏi cái kiếp nghèo. Cho nên cái cách của người tu Phật là phải cởi mở cho người ta cái sự si mê tối tăm ở trong lòng họ, chứ không phải là giúp đỡ bên ngoài. Vừa giúp đỡ tài vật bên ngoài, vừa tháo gỡ cái si mê trong lòng họ. Như vậy đó mới là cái cách giúp đỡ triệt để. Hỏi kẻ hạ cơ ngộ tu, do đâu lại phí sức như vậy? Đáp: kẻ căng cơ trì độn, phiền não nồng hậu, hôn trầm trạo cử, tâm lại phù động, ngu muội che nặng, nếu không cần cù tu tập thì linh cơ khó phát. Người xưa nói kẻ hạ căn dùng muôn ngàn thí dụ, nói cho cũng không thể lãnh hội. Kẻ này dù được một ít hiểu biết cũng cho là triệt ngộ, chẳng nhận dạy dỗ, ngã mạn khinh người. Bọn người như vậy phải sanh hộ thẹn, không như vậy thì điên cuồng và rơi vào đường tẻ. Đó, tại vì sao? Vì mình đã quân tập quá nhiều cái chủng xấu rồi, cho nên phiền não mình nó nồng hậu là nhiều lắm, dày cộm lắm. Rồi sao? Hôn trầm trạo cử liên tục. Vấn đề để ý là mình ngồi thiền ha, không hôn trầm thì gì? Loạn tưởng. Không có trạo cử thì nhiều khi huynh đệ ngồi cũng trang nghiêm, tôi đi ngang tôi không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không hôn trầm thì loạn tưởng, hết loạn tưởng thì lại hôn trầm. Nó luôn luôn là nó che đậy cái tâm tánh của mình, cho nên nếu mà không cần cù siêng năng đuổi mấy cái đó thì linh cơ khó phát. Mình phải cố gắng. Và cái điều này tôi cũng thấy đúng nè. Người xưa nói kẻ hạ căn dùng muôn ngàn thí dụ, nói cho cũng không thể lãnh hội. Như bây giờ ngồi đây như thế này, nhưng mà cái người thật tâm để lắng lòng nghe pháp, lãnh hội, ứng dụng tu, nó không biết bao nhiêu người. Có nhiều vị ngồi nghe mà cũng không có nghe hết trọn vẹn một thời pháp, nghe nửa đâu mất tiêu. Đó. Rồi chưa kể thời gian mắc ngủ, ngủ rồi giật mình thức dậy thì là nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, không biết công đức nào mà hồi nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng nó không dính líu gì hết trơn. Cho nên cái ứng dụng tu của chúng ta nó đâu có cái cơ sở nào đâu mà để nó thiết lập. Thấy rất là rõ. Cho nên rồi tu thì nhiều nhưng mà như bông xoài trứng cá nó rụng hết là như vậy. Rồi một số nghe được lãnh hội có đúng hay không là chuyện khác nữa. Cho nên mình thấy vậy, chứ còn cái bậc mà để mà thật sự có thể hưởng được cái pháp vị thì nó hiếm lắm. Người nào hưởng được thì là túc duyên của người đó sâu dày. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chia sẻ
Tuy nhiên chúng ta vẫn cứ dìu dẫn nhẫn lẫn nhau đi. Được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Đó là một cái tất yếu của người tu Phật. Thì chúng ta thấy những cái tác phẩm này là cũng chư tổ dạy, biết rõ vậy, từng hoàn cảnh, từng trường hợp, nhưng mà các ngài luôn luôn dạy. Hy vọng rằng trong cái số học chúng, nó vẫn có những người ta được lợi lạc. Thì từ cái sự lợi lạc đó, ta tiếp tục truyền nói đạo pháp để cho cứu khổ ban vui. Thì hôm nay chúng ta học được hết cái chương này. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp ma môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.